Do tâm lý chủ quan phớt lờ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương mà trong thời gian qua một số gia đình ở trong tỉnh vẫn tổ chức đám cưới, đám giỗ, đám hiếu tập trung đông người. Trên thực tế đã xuất hiện các chùm lây nhiễm bệnh từ các sự kiện kể trên. Gần đây nhất vào ngày 24 tháng 11, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Chai Trang. Trong đó có một trường hợp là lái xe. Sau khi điều tra quá trình dịch tễ và lịch trình di chuyển, thì trước đó, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 11, F0 này có tham dự đám cưới của một gia đình cùng thôn. Trong những ngày gần đây, thôn Chai Trang liên tiếp ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số các ca bệnh ghi nhận tại thôn đến chiều ngày 29 tháng 11 là 64 người, trong đó nhiều ca nhiễm có yếu tố dịch tễ liên quan đến F0 dự đám cưới. Trước đó, ngày 8 tháng 5, một trường hợp ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khói Châu cũng mắc COVID-19 do lây nhiễm sau khi đi ăn đám giỗ của một gia đình trong thôn. Được biết, từ đám giỗ này đã xuất hiện một chùm lây nhiễm 8 ca dương tính. Hơn ai hết, chính người trong cuộc mới hiểu được nguy cơ tiềm ẩn và hậu quả từ các sự kiện tập trung đông người trong điều kiện dịch bệnh phức tạp. Bây giờ, nếu có người mời dự ăn cưới hoặc là ăn dỗ là tôi cũng không đến. Thế nhưng mà tôi còn phải có nhiệm vụ tuyên truyền các cái đám không nên mời, cũng không nên tổ chức. Nếu có là thì cũng phải tuân theo 5K của nhà nước quy định. Trong cái thời gian vừa qua, các đôi nam nữ đến tuổi đăng ký kết hôn thì đã đến Ủy ban xã làm cái thủ tục đăng ký và được Ban phòng chống dịch tham gia góp ý chỉ đạo các nhà chỉ có tổ chức đăng ký cho các đôi và cũng không và hoãn lại cái tổ chức liên hoan báo hủy. Những người đi dự đám hiếu hỉ không đeo khẩu trang, tiếp xúc quá gần với những người khác đều có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và trở thành nguồn lây bệnh cho nhiều người khác. Vì vậy, bất luận lý do gì thì việc tổ chức đám hiếu hỉ tập trung đông người tại thời điểm này là vi phạm quy định phòng chống dịch của tỉnh và không thể chấp nhận được, bởi với dịch COVID-19 thì chỉ cần chủ quan lơ là một chút có thể gây ra hậu quả khôn lường.